đâu, Suvi chào mọi người sao đó. Ở đây mát rượi à, dễ chịu ghê luôn á. Rồi Suvi nó đi rồi, nó đi hết nổi luôn. Nhưng mà sắp có cái có nhiều cái để coi lắm con. Suvi. Trời ơi đen kìa, trời ơi. Đi thẳng qua. Rồi ok. Từ cái tầng thứ ba. Ở đây đi bộ áo chung lắm. Ở cái này có vẻ như ghê á. Quay cho mọi người coi đây nè. Cái này là trượt từ ở trên đây xuống. Đây. Đây Suli chắc đang la đó. Bắt đầu nha. Trời ơi, không xuống được. Rồi, có chân. Dạ rồi. Có chân hơi hơi lắc cơ nha. Trời ơi, rủ người ta đi mà làm gì quéo dữ vậy. Thôi, bây giờ con chuẩn bị chút.